Shop SunTV.com, shop bán nét Liên Quân, nét Free Fire, uy tín giá rẻ. Ra mắt các vòng quay, các trò chơi cực kỳ hấp dẫn, nhận lên đến hàng nghìn quân huy. Các mục thưởng vận may Liên Quân, nhận nét cực kỳ ngon. Đặc biệt, lần đầu tiên đăng nhập vào shop, nhận quân huy free. Nhanh tay truy cập shop SunTV.com nha. Viện Momo.com, website chơi chẳng lẽ Momo cực kỳ uy tín. Trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch tự động 24/7. Các phần quà hàng tuần hàng tháng cực kỳ hấp dẫn. Truy cập ngay kiếm momo.com để chơi anh em nhé. I got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Linh Sói, xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe khi xem clip này của mình nha. Ok, vừa rồi thì mình cũng đã có được mạng đầu tiên đến từ vị trí của Thon rồi các bạn ơi. Cực kỳ thơm luôn nha. Và ngày hôm nay mình lại sử dụng cái vị tướng Hayate, bộ trang phục là Tử Thần Vũ Trụ. Đây cũng là bộ trang phục mắc nhất của vị tướng Hayate luôn các bạn ơi. Hình như nó là bậc SS hay sao ấy. Ok, thì không biết là có bao nhiêu bạn đang sở hữu cái bộ trang phục này, các bạn có thể bình luận cho mình được biết nha. Còn cái cách sở hữu cái bộ trang phục này thì như là đã rất lâu rồi, bộ trang phục Tử Thần Vũ Trụ Hayate nó chưa quay trở lại các bạn ơi. Thì nó chỉ quay trở lại trong sự kiện thôi nha. Và nếu mà các bạn hoàn tất cái sự kiện đó thì các bạn sẽ nhận được cái skin này. Ok, Thon lao lên hết chiêu lướt rồi các bạn ơi, chạy làm sao được. Nhưng mà thôi, pha này là mình không có lao lên nha, bởi vì bạn Tulen đang qua đó các bạn. Có cả bạn Limber nữa cho nên là cũng hơi ngại nha. Và trong tất cả các vị tướng luôn các bạn ơi, Hayate là vị tướng có thể dễ dàng băng trụ nhất luôn. Tại vì sao các bạn biết không ạ? Cái khả năng cơ động của Hayate nó cực kỳ cao nha. Nó đến từ chiêu 2 rồi chiêu 3, thậm chí là cái tốc biến của Hayate nữa. Với lại cộng thêm vào đó là Hayate nó không ngại hy sinh trong những cái trận combat đâu các bạn ơi. Đối với là một chất tướng xạ thủ thông thường thì các bạn rất ngại hy sinh đúng không ạ? Nhưng mà đối với Hayate thì không, anh ta sẵn sàng băng vào giữa đội hình của đối phương luôn, miễn sao có thể gây được nhiều sát thương nhất hoặc là ít nhiều là hạ được nhiều tướng địch nhất nha. Thì đó là cái lợi thế đến từ vị trí của quân Hayate. Các bạn có cảm nghĩ như thế nào về cách chơi này của quân Hayate, hãy bình luận cho mình được biết nha. Ok, rồi quay trở lại với trận đấu ngày hôm nay thôi nào. Ngày hôm nay thì mình phải đối đầu với lại một bạn Thon thì xanh ở cuối game thôi. Còn đầu game thì bắn chắc lẽ là chưa lại Hayate đâu các bạn ạ. Và nếu mà Thon mất đi chiêu 2 đúng đi chiêu lướt rồi á, thì mình solo lại với lại bạn Thon cực kỳ ngon luôn nha. Ok, Thon kỳ này là chắc cũng không dám lên cao đâu các bạn ơi. Hồi nãy giờ là support team mình là không có mặt ở đây nhiều, chủ yếu là đi don cho team thôi. Mà giờ team bạn găng mình nữa rồi, từ từ nè Thon ơi. Bạn bắn mình chưa có thốn đâu ha. Đó thì những cái tình huống như thế này thì mình chỉ đi farm thôi các bạn ạ. Bởi vì Tulen bây giờ ở giai đoạn giữa game, Tulen nó bắt đầu mạnh lên rồi. Cho nên là mình cũng không dám solo lại với bạn Tulen đâu nha. Nếu mà một mình Thon thì ok, mình chơi tất. Còn nếu có bạn Tulen thì thôi từ từ nha. Đồng đội của mình đã kéo ra rồi các bạn ơi. Cho nên là thôi, lên nè, lên hỗ trợ cùng team nè. Rất kéo đi bạn ơi. Đó, tuyệt vời, nuốt chửng được cả hai thành viên luôn. Ok, băng vào bằng cái bão phi tiêu nè. Xuất sắc rồi đúng không ạ? Ok, hai mạng, hai điểm hạ gục rồi nha. Rồi ba thành viên của team bạn nằm xuống trong tình huống này luôn. Đẹp đúng không ạ? Một cái cú nuốt chuẩn đến từ vị trí của Rắc Béo, nó nuốt được cả hai thành viên chủ lực của đối phương luôn. Ok, rồi tiếp theo nè các bạn ơi, băng vào giết Lumber luôn nha. Lumber long trời lở đất, hất được hai người nhưng mà cũng phải chết thôi bạn ơi. Ok, rồi sẵn đó thì mình sẽ lấy tiếp cái trụ đầu tiên ở khu vực đường đầu này nè, mở ra lợi thế cho team nha. Team bạn có Limber các bạn, Limber cũng là một trong những cái chất tướng mở combat cực kỳ tuyệt vời luôn. Tuy nhiên phải kết hợp được với đồng đội hiệu ý cơ. Limber là một chất tướng bảo kê cũng rất là tốt nha, bảo kê xạ thủ cực kỳ tốt luôn. Tuy nhiên nếu mà xạ thủ nào mà không biết chơi thì bảo kê có gọi là bằng niềm tin luôn á các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ farm tiếp cái đợt lính nè, đợi bạn Thon, nhưng mà chắc bạn Thon không có ra đây đâu. Thôi thì mình di chuyển sang đây nha, di chuyển sang đây để đợi bạn Thon nữa bạn, không biết là bạn Thon núp ở đâu rồi. Ok, thấy được bạn Thon rồi nha, nhưng mà thôi ăn bùa đỏ trước các bạn ơi. Nãy giờ là mình qua cái phần rừng của đối phương cướp bằng sạch cái bùa đỏ của đối phương luôn, cho nên là rừng của đối phương sẽ bị thọt nha. Và nếu bị thọt như vậy thì có lẽ là không có găng của mình được đâu. Cho nên là bây giờ là mình cũng khá là xanh rồi, farm nó cũng tương đối là thoải mái. Ấy từ từ VK thôi, từ từ nha. Mới vừa nói là xanh xong, xém nữa là lên bảng rồi các bạn.
Ok, rồi bây giờ farm nốt cái con quái rừng này, sau đó mình sẽ ra lên giữ trụ nè các bạn ơi. Bạn Thon giờ này chắc có lẽ là chưa dám đẩy trụ đâu, tại vì bạn ấy hơi yếu với lại cái mất cái trụ ở khu vực rừng dưới rồi, cho nên là bạn ấy chắc cũng không có lên cao đâu ha. Chúng ta tận dụng cái thế này để chúng ta farm một cách thoải mái các bạn. Đó là cái lợi điểm lợi thế khi mà chúng ta lấy cái trụ của đối phương sớm á, là đối phương sẽ không thể nào dám lên cao được. Tại vì không có trụ để ôm á các bạn, mà ở vai trò của xạ thủ á, thì đi lên cao một mình là chạy về không có được. Cho nên là thông thường là sẽ phải ôm tận cái trụ 2 cơ. Nhưng mà lính thì ít khi lính vô được cái tận trụ 2 lắm các bạn. Lính nó sẽ gặp nhau ở khu vực giữa, thì lúc này chúng ta sẽ rất là khó để farm ha. Ok, giờ team chúng ta tập trung ở đây nè. Chúng ta ra dọn đẩy cao cái đợt lính này lên. Khi mà các bạn ép đường á thì các bạn tập trung đẩy cao cái đàn lính này lên nha, để mình có lợi thế về tầm nhìn đó các bạn. Ok, đánh nhau rồi kìa. Team chúng mình mất người rồi các bạn ơi. Ơ gấu 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 gấu. Đợi xíu, mình tới ở đây. Mình sẽ hạ gấu. Ôi, lỗi quá là lỗi luôn các bạn ơi. Một cái cú anti đi vào lòng đất luôn á. Ok, không sao. Chắc phải mua vài keo thuốc nhỏ mắt mới được. Không sao, làm lại các bạn ơi, làm lại. Nhiều lúc xanh quá, bối rối. Mình đi dọn lính thôi nè các bạn ơi. Bạn Thon chắc có lẽ là không dám bị đẩy trụ đâu. Bạn ấy hơi nhát. Mà nếu là mình là Thon thì chắc có lẽ là mình chắc cũng không lên đẩy trụ được đâu. Tại vì vị trí của 2GT bây giờ nó cũng khá là xanh ha. Vị trí của mình nó cũng tương đối là xanh nè các bạn ơi. Cho nên là mình sẽ không ngán vào vị trí của Thon xạ thủ của tiên bạn đâu ha. Ok, rồi giải dây cho bạn rác béo về được rồi nha. Ok, và chắc có lẽ là trong khoảng thời gian sắp tới á, các bạn mình sẽ làm thêm nhiều clip về những vị tướng khác nhau. Giả sử như là mình làm chuyên về lane xạ thủ cho các bạn nha. Và nếu mà bạn nào theo dõi kênh của mình hay là các bạn nào mà chưa đăng ký kênh á, thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình đi. Vì sắp tới, khoảng thời gian sắp tới á, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi ở những cái vai trò đó chính là vai trò xạ thủ. Đăng ký kênh của mình thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trở thành bá chủ khu vực lane trồng và cùng lên chiến tướng với mình nha các bạn ơi. Ở mức rank hiện tại thì đây là mức rank chiến tướng rồi. Tuy nhiên nếu mà bạn nào mà chưa lên được chiến tướng á, thì cứ theo dõi kênh của mình nha. Mình sẽ hướng dẫn rất là nhiều những cái gọi là cái mẹo chơi cũng như là cách chơi để các bạn có thể leo chiến tướng dễ dàng với cái lane xạ thủ nha, đặc biệt là lane xạ thủ. Sở dĩ là mình thích cái chơi cái lane xạ thủ này bởi vì xạ thủ là một trong những chức tướng có thể gánh team cực kỳ tốt luôn các bạn. Ở giai đoạn cuối game, bạn nào mà chơi có kỹ năng tốt là gánh team cực kỳ ngon luôn nha. Sát thủ thì tạo ra lợi thế ở đầu game cơ, đi rừng này nọ thì tạo ra lợi thế ở đầu game. Còn xạ thủ là về late game đó các bạn. Về late game các bạn có gồng gánh team hay không, đó là tùy thuộc vào cái vai trò xạ thủ của chúng ta nha. Ok, rồi có lợi thế rồi, mình sẽ ăn cho mình cái con tà thần Caesar này thôi các bạn ơi. Đây là con tà thần phút thứ 8 mà thôi. Nó sẽ cường hóa chúng ta được rất nhiều nha, cường hóa về giáp, giáp phép cũng như là cho chúng ta khả năng hồi phục đẩy đường nữa. Bây giờ là team chúng ta ép team bạn hết rồi, hình như là team bạn chưa dám ra. Chúng ta có được cái khả năng làm chậm rồi, kéo được hay quá các bạn ơi, mình có thể ăn được tu lên nha. Một mạng đầu tiên rồi nha. Rồi giờ bột phải sang đường này nha. Đó, trời ơi, bạn này không về, hết máu mà không về còn ở lại bắn. Đó, định ao nhây mình hả, định chống trong trụ không dễ dàng đâu nha. Thế là double kill, triple kill mang về cho 2GT rồi nha, cực kỳ ngon luôn các bạn ơi. Rồi giờ di chuyển sang khu vực đường dưới đang có thể lính lên cao rồi các bạn. Chúng ta lấy luôn cái trụ 2 ở khu vực đường rồng rồi. Tiếp theo sẽ đẩy tiếp cái trụ 3 nha, màn solo kill đến từ vị trí của Na với là Yuka, nhưng mà hình như là Na hơi lép vế so với Yuka rồi. Con tà thần nó thả ra để chịu đam trụ nha, nhưng mà Limber có mặt ở đây các bạn ơi. Long trời lỡ đất, kéo ra được nè, rồi đập vô tường luôn các bạn. Xong bằng Limber luôn nha. Nhưng mà mình cũng không còn con lính nữa, nhưng mà đàn lính mới này đang được tràn lên các bạn ơi. Thon sao bốc hơi nhanh vậy bạn ơi. Rồi luôn đến được vị trí của Tulane thôi. Team bạn chỉ còn là 2 người thôi. Rồi Vegas cũng không về được luôn các bạn ơi. Đổ Yuka lao lên để mình xơi nào. Ấy, cầu băng xương kìa. Nhưng mà chạy làm sao được các bạn. Thế là quét sạch. Nhưng mà tiếc quá, không còn có lính nào luôn. Thì thôi, mình tạm lấy đạm cái trụ 2 ở khu vực đường giữa này nha. Top 1 kéo vàng. Mấy bạn chơi rắc béo thường thường là bảo là đi đào vàng các bạn. Đi đào vàng tốt thì chơi rắc béo sẽ tốt luôn á các bạn. Ok, rồi tiếp tục cướp con bùa xanh của đối phương nè. Rừng của team bạn nãy giờ là khá là thọt rồi nha. Nãy giờ là không có con bùa đỏ, không có con bùa nào đỏ nào hết. Chúng ta sẽ di chuyển sang đây để ăn cho mình cái con rồng ánh sáng này nè các bạn ơi. Có được con rồng ánh sáng này các bạn sẽ có được cái lượng đam nó cũng tương đối là ổn đấy.
Bây giờ tiền của chúng ta nó cũng khá là xanh rồi, làm xạ thủ thì các bạn phải farm thật là nhiều vào. Cái lượng trang bị của bạn nó phải hơn đối phương thì các bạn mới gây sát thương được, nó mới gọi là ok, các bạn mới có những cái tình huống outlay được đối phương nha. Nếu mà các bạn thọt tiền hơn đối phương là các bạn dễ bị đối phương bắt lắm. Cho nên là cố gắng nha. Nấp ở đây các bạn ơi, nấp. Ôi anti đẹp kìa, cả 4 người luôn. Anti của Lumber đẹp cực luôn các bạn ơi. Nhưng mà tiếc quá, trong tình huống đó team bạn chưa có lên kịp nha. Hất được cả 4 người luôn, cái góc đó hất cực kỳ là đẹp luôn. Lumber là một chùm của cơm bát á các bạn. Cho nên là các bạn nào mà chơi Lumber tốt á thì leo răng vẫn tốt như thường nha các bạn ơi. Ok, thế lính này đang được dành cho team mình rồi nè. Chắc có lẽ là mình sẽ lấy luôn cái trụ các bạn. Nhưng mà team bạn thủ trụ có dám ra không đây? Không có ai dám ra hết luôn. Thì thôi mình xin cái trụ nhẹ nha. Rồi bây giờ chắc có đẩy win được không? Khả năng cao là không rồi. Team bạn nó ôm trụ khá là gắt các bạn ơi. BG lao lên rồi nha. Rồi xong, Wii của mình chết rồi các bạn. Băng vào. Ôi trời ơi. Tiếc chưa kìa. Các bạn có thể ý không? Chúng ta chỉ còn khoảng tầm 40% máu thôi. Chúng ta pha đó mà chúng ta còn đầy cây máu là chúng ta có thể ăn được cái ít nhất là cái triple kill rồi các bạn ơi. Ok, không sao nha. Bây giờ chúng ta sẽ lên ép lính lại rồi nè. Chúng ta đã có được hai đường lính siêu cấp rồi. Bây giờ lên làm lại chúng ta sẽ ép được cái đường lính thứ ba rồi các bạn ơi. Ok, lấy được đường lính thứ ba nha. Team bạn chắc có lẽ là chưa dám ra thủ trụ đâu. Rồi, có được đường lính thứ ba rồi. Bây giờ là ba con Toro nó sẽ xuất hiện ở đường giữa các bạn, thì đố team bạn có thể đép trụ được. Rồi, Uy lại chết nữa rồi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Trời ơi, chúng ta còn ở đây ba người mà. Chúng ta còn ở đây bốn người luôn. Vẫn có thể ép được 5 thành viên của team bạn nha. Chúng ta đang rất là xanh rồi các bạn ơi. Cực kỳ xanh luôn á. Nhưng mà có vẻ không ổn rồi. Team bạn đang tràn lên. Và dần dần là mình thấy là nãy giờ rắc kéo nó hơi bị trượt, hơi bị nhiều rồi đó nha. Ngồi chờ vét thôi. Có đâu mà vét nha. Bạn Na đang ăn cho mình cái con rồng rồi. Còn mình thì đợi đây không biết là có thành viên nào đi ngang hay không. Team bạn ôm trụ chắc quá các bạn ơi. Team bạn ôm trụ chắc quá trời luôn. Cho nên là không có ra bên ngoài này để cho mình giết nha. Nhưng mà team bạn mà không ra bên ngoài thì làm sao mà mình có thể giết được đây. Ok rồi, bây giờ đợi team mình xíu nha các bạn ơi. Mình chỉ ép lính, đẩy lính lên cao thôi. Bây giờ chỉ là có thể đẩy lính lên cao thôi. Rồi đợi team mình ép lên nha. Các bạn nhìn ba con Toro kìa, đi cực kỳ lực điền luôn đúng không ạ? Ba con Toro này mà team bạn dọn thì chắc có lẽ là hết combo luôn, hết chiêu thức luôn á các bạn. Thon bắn có phải là gọi là hết đạn luôn á, là mới hạ được ba con Toro rồi nha. Rồi lính hai bên cánh đang đẩy lên nè các bạn ơi. Rồi win thôi chứ còn chờ gì nữa đúng không ạ? Rồi team bạn chắc chắn phải ra combat rồi. Nếu không là lính đẩy lên là coi như thua team bạn luôn nha. Ok, hai thành viên Aya đam cao quá các bạn ơi. Để mình giết gấu nha. Ui da, bị làm chón rồi. Không sao, mình vẫn có liềm. Rồi, chắc có lẽ là team mình đẩy quân nhà luôn rồi các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hãy đăng ký kênh của mình. Mình sẽ giúp các bạn trở thành trùm rửa xạ thủ, trùm của khu vực Len Rồng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.